Em test động cơ thôi nha mấy bác, còn mấy cái kia em không khui em cắm đâu, lắp ráp vô rồi lại gỡ ra rồi nhét vào hộp, em không có thời gian. Test động cơ chạy tốt không? Dạ, bỏ cam vô đây cho nó vắt. Ok. Điện 220 ha. Tổ siêu thị gì nè.